Em chào tất cả các bác, chào tất cả các anh chị. Hôm nay em đăng video bán cái cây kiếm Hồng Hà Giang. Cái cây kiếm Hồng Hà Giang này là cái cây mà nó cũng có từ khá lâu rồi và được rất là nhiều anh chị biết đến. Thì ở đây thì là hôm nay là có hai cái khóm mà đang có hoa. Thực ra thì nó có một chậu, em tách ra cả già cả tơ đều có cả. Nhưng mà cái là khóm có hoa là có hai khóm. Một là cái khóm số 12 và một là cái khóm số 8 anh chị ạ. Khóm số 8 và khóm số 12. Thì em cũng nói sơ qua với cái cây Hồng Hà Giang, hoa nó một chút đây. Hoa của nó đây thì nó đang tàn rồi, tàn xong em mới tách. Cái đặc trưng của nó anh chị nhá. Có nghĩa là cây này nó là một cái cây mà gọi là dạng thùy trơn, đấy nhất. Cái thứ hai cần hoa sạch. Cái thứ ba là mùi hoa của nó và form hoa nó rất là giữ khuôn. Cần hoa của nó thì chỉ khoảng 3-40 thôi anh chị ạ. Cái cần này thì nó hơi tàn quá, em xin phép sang cái cần này. Cái cần hoa này thì nó cũng tàn rồi nhưng mà nó không tàn mấy. Cái cây Hồng Hà Giang này là mọi người hay nhầm sang là cái cây kiếm coco ấy, cây coco hay là cây hồng ngọc á, là mọi người hay nhầm giống nhau. Cây này thì cái mùi hoa, form hoa của nó rất là giữ form, chứ nó không bị phá khuôn như là một số cây khác. Và lưỡi môi hoa nó không quặn anh chị ạ, đây này, môi hoa nó không quặn. Còn cái việc mà màu vàng hay nở màu vàng hay màu trắng anh chị nhá, là trên cái lăng kiếm lô hội này là em không thể đảm bảo được. Nó cũng như kiểu là anh chị mua xanh Huế ấy, mà nở nó toàn vàng không cái xanh ấy, là cũng chuyện bình thường. Hoặc là anh chị mua kiếm trắng, hay là anh chị xem lại cái video trắng cánh bầu Thái Nguyên của em ấy, cây rất là to đạt nhưng mà nở hoa nó vẫn kiểu vàng ngà vàng chứ nó không trắng. Thế nên là về lô hội, riêng về lô hội là rất là khó nói về cái việc đó, chính là nó ảnh hưởng bởi vàng hay trắng. Nhưng mà nếu như mà anh chị mà nuôi mát ấy thì cái tỷ lệ vàng ít còn tỷ lệ trắng nó nhiều. Còn anh chị mà nuôi mà nó nhiều nắng ấy, thì nó hay vàng. Và thế nên em nuôi được cái vườn này nó khá nhiều nắng. Và có một cái đặc trưng nữa để em nói, đó chính là cái cây Hồng Hà Giang này, cái lá của nó rất là mỏng. Lá nó cực kỳ mỏng, đây chị nhìn những cái củ tơ này. Lá nó rất là mỏng và đây như cái cây này nó lên sóng tôn. To là lên sóng tôn luôn anh chị ạ. Đấy. Nhưng mà có cái đặc trưng của nó là lá rất là mỏng. Nếu anh chị mà có thể là để ý kỹ về thân lá một chút ý, thì anh chị có thể nhận ra được cái cây này nếu như nhìn thân lá. Bởi vì lá rất là mỏng, nghĩa là không dày anh chị ạ, lá mỏng lắm. Lá không dày đâu. Lá rất là mỏng. Đây như cây này nó có lên sóng tôn này. Đấy. Thì cái cây Hồng Hà Giang này em hôm nay là tổng số có 12 cây. 12 đơn thì từ 700.000 đến 5.500.000 anh chị nhá. Thì em xin phép quay luôn vào cái cây số 1 để các anh chị có thể nhìn tham khảo. Cây số 1 này là 700 anh chị ạ. Cây này là cái giá nhất. Cái này thì ở ngoài của nó thì không nhìn thấy cái mắt ngủ nào cả. Hiện tại là em nhìn thấy là như vậy và nó có 3 lá rồi. Đấy, 3 lá nó đây, anh nhá. Nó có 3 lá này thôi. Và nó không nhìn thấy mắt ngủ ngoài. Cái cây này là 700. Đấy, tiếp theo là cây số 2. Cây số 2 này là 1 triệu. Cây số 2 này 1 triệu thì em cũng không thể nhìn thấy cái mắt ngủ nào ở ngoài cả. Nhưng có một cái lá đây là nó vừa bị hỏng này, anh chị ạ. Lá nó vừa bị hỏng. Lá nó bị hỏng này. Thì là chắc chắn ở trong những cái kẽ lá này sẽ còn mắt ngủ, anh chị nhé. Thì cây số 2 này là 1 triệu. Cái này thì nó bị hỏng lá đây, anh chị ạ. Còn lá này nó bị chấm đen một tí. Đấy, cái này bị chấm đen một tí. Đấy là cây số 2. Tiếp theo em sang cây số 3. Cây số 3 là 1.350.000. Cái này thì hiện tại em nhìn thấy có một cái mắt ngủ ở ngoài đây. Cây số 3, số 4, số 5 có mắt ngủ ở ngoài. Nhưng mà không biết nó có lên hay không, bởi vì nó phụ thuộc mình chăm rồi, phụ thuộc nhiều thứ. Nhưng mà cái là đấy là em nói về cái vấn đề là hiện tại là vẫn nhìn thấy mắt ngủ ngoài thì chúng ta phải chăm thì nó không bị phá lá, nó không bị vỡ lá thì nó cũng đẹp anh chị ạ. Đây lá nó bị đốm tí này, đây này. Bên này bị đốm tí anh chị nhá. Đấy, nó bị đốm tí thôi, đây bị đốm đấy, nó bị đốm đầu lá một chút. Là 1.350.000. Cây số 3, số 4, số 5 đều như vậy. Cây này thì nó cũng có một cái mắt ngủ này anh chị ạ, đây này, nó cũng có cái mắt ngủ ngoài đó. Đấy, có mắt ngủ ngoài anh chị ạ. Và cái này cũng là 1.350.000. Số 3, số 4, số 5 là bằng tiền nhau. Cái này thì lá nó hơi chấm đây tí.
nó còn mắt ngủ ngoài. Cái này là một chậu tách ra nha anh chị nhá. Thế nên là những cái củ như này nó chỉ mới đẻ từ 1 đến 2 lứa thôi. Thế nên là cái việc mà nó còn đẻ được thì là chuyện đương nhiên và rất là kiếm nha anh chị, biết là nó rất là dễ rồi. Đúng không ạ? Nó cực kỳ dễ trồng chứ nó không hề khó một chút nào cả. Đấy. Thì cái số 5. Cái số 5 này cũng là 1.350.000 anh chị nhá. Cái này thì nó cũng còn mắt ngủ ngoài này. Ví dụ như cái này. Bên này bên vết tách này cũng vẫn còn mắt ngủ trên này. Và bên này nó ra hẳn một cái mầm này luôn. Đấy, mắt ngủ này nó to là 1.350.000 anh chị nhá. Cái này thì lá của nó chỉ bị đốm đi tí thôi anh chị ạ. Đốm đầu một tí thôi. Này đẹp anh chị nhá. Đấy, tiếp theo em sang cái số 6. Cái số 6 này là 2.200.000. Cái này là hai thân anh chị nhá. Và nó có lên cái mắt ngủ. Đây. Như cái này là nó đang là hai mắt ngủ này. Liền nhau, nhưng em hy vọng là nó sẽ lên một cái mắt ngủ để cho nó đẹp anh chị ạ. Là 2.200.000 cái cây số 6 này anh chị nhá. Nó là hai thân. Đấy, nó bị cụt lá một tí anh chị nhá. Lá nó hơi kém ở cái đây, nó bị đốm này. À, nó bị vỡ lá này một tí anh chị nhá. Đấy là cái cây số 6. Cây số 6 này là 2.200.000 anh chị ạ. Tiếp theo em sang cái số 7. Số 7 nó có hai thân. Hai thân nhưng cái này thì là 3.000.000 anh chị nhá. Cái này là cặp tơ. Cặp tơ này là 3.000.000. Cái này lá của nó thì hiện tại thì em đang thấy nó là mịn tít, nhưng mà đây nó hơi bị hỏng đầu lá một tí này. Còn đâu thì nó là thân tơ nên là nó cũng khá là đẹp anh chị ạ. Nó là cặp tơ. Lá của nó, cái cây tơ này nó hơi sóng tôn vì nó cũng khá to. Đấy, cái này thì nó chưa đẻ mầm gì cả. Nó chỉ là một cặp tơ thôi anh chị nhá. Một cặp tơ. Cặp này là số 7 này là 3.000.000. Tiếp theo sang cái số 8 là 3.200.000. Cái này thì cây có hoa và nó mầm của nó khoảng 5 cm. Nhưng cái này lá thì nó lại nhỏ cho nó không được như cặp tơ kia. Cặp tơ kia nó có 3.000.000 thôi nhưng mà lá lại to hơn. Nhưng cái này thì nó hơn nhau ở cái mầm. Đấy, mầm to. Đấy, cái này nó có hoa anh chị nhá. Lá của nó cũng khá là ok. Lá này thì nó đang bị dẹp và tí em sẽ lau cái dẹp sạch sẽ đi trước khi em gửi. Đấy là 3.200.000 cái này. Tiếp theo có cây số 9. Cây số 9 này cũng là 3.200.000 chị nhá. Nó cũng hai thân thôi nhưng mà chưa có mầm. Đã lại chưa đến mầm đâu. Cây số 9 này. Cây số 9 này thì cái cây tơ nó rất là to. Cây tơ này lá của nó khoảng tầm 2 cm mấy, 3 cm gì đó. Khoảng 2 cm rưỡi anh chị ạ. Lá lên sóng tôn rất là đẹp. Đây, anh chị nhìn. Lá của nó hiện giờ em đang nhìn thấy là nó mịn đấy. Cái mẹ của nó là lá mịn. Cái tơ lá rất là to anh chị ạ. Lá to. Trong cây Hồng Hà Giang thì cái cây này là to. Đấy, tiếp theo cây số 10. Cây số 10 này thì nó cũng là 3.200.000 anh chị ạ. Cây số 10 này cũng là 3.200.000 nhé. 3.200.000 cây này. Cây số 10 này nó cũng không khác mấy cây số 9 là hai cây như nhau. Đấy. Được cái là nó là cây tơ. Lá cây mẹ của nó mịn tít. Cái tơ của nó thì to. Và lá sóng tôn. Cũng rất là đẹp. Nó không hẳn sóng tôn mấy đâu nhưng mà nó cũng gọi là to đẹp. Và nó tơ anh chị ạ. Đấy, rất là đẹp. 3.200.000 cặp này. Tiếp theo em sang cây số 11. Cây số 11 này là nó gần được 3 thân. Cái này thì nó đang có một mầm ở đây. Ở cặp tơ đây. Anh chị ạ nhá. Cái này thì nó có một cái thân này thì nó gần hoàn thiện. Nó đang lớn, nó chuẩn bị trưởng thành rồi. Đấy. Thì cái ba cái thân này thì nó là 4.200.000. Cái này của nó lá là mịn tít không lỗi gì cả. À đây đây có. Tôi xin lỗi. Lá này bị dập anh chị ạ. Nó hơi đen đen ạ. Đấy, nó bị một vết đấy. Đấy, cây số 11 anh chị nhá. Cây số 11 này là 4.200.000. Tiếp theo cây cuối cùng này là 5.500.000. Cây này thì nó cũng là cây có hoa. Nó là 3 thân cộng với 2 mầm to. Cây này là 5.500.000 anh chị nhá. Cây số 12 này. Cây này cây tơ của nó cũng to. Cây tơ nó to hẳn hơn hẳn so với hai cái cây kia. Hai cái thân mẹ của nó. Cái này là cái lá của nó cũng không lỗi lầm gì. Nó cũng đẹp anh chị ạ. Và nó có hoa. Đấy. Đây nó to đây, anh chị nhìn cái độ kích thước của nó thì anh chị thấy đây. Nó to và đẹp. Đấy, cái tơ của nó cũng to. Trưởng thành và lá của nó cũng
to đẹp, lá của nó cũng phải tầm độ 2 sen, tầm 2 sen rưỡi gì đấy trở lên này anh chị ạ. Lá to đấy, em nhìn là to, khoảng 2 sen rưỡi gì đấy trở lên. Cây to đẹp. Thì cây nó là cây đang có hoa, cây số 12 ấy. Thì hôm nay thì có cái cây hồng Hà Giang chia sẻ đến các anh chị. Thì anh chị có thể xem thêm và tìm hiểu một số những loại hoa lan khác trên kênh Thiên Đường Ngàn Hoa để có thể tham khảo thêm về thân lá cũng như là hoa. Anh chị muốn mua thì cũng có thể liên hệ bên em để được tư vấn. Cảm ơn tất cả các anh chị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại tất cả mọi người vào những video sau. Xin cảm ơn.